Hello, xin chào anh em. Chuẩn bị đầu tháng 3 thì đây cũng là thời điểm mà anh em bắt đầu có nhu cầu mua xe quay trở lại rồi. Hôm nay thì có chiếc Accent phiên bản 1.4 AT số tự động bản tiêu chuẩn nhá, nó vừa về. Thì tiện đây cũng sẽ làm hai nội dung liên quan đến cái video này. Thứ nhất là báo giá tổng hợp cho anh em tất cả các phiên bản của Hyundai Accent áp dụng trong tháng này cùng với chương trình khuyến mại. Thứ hai sẽ là sơ lược một chút review nhanh thôi về chiếc Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn này, nó có những cái gì được trang bị và nó khác gì so với những cái phiên bản còn lại như là số sàn hay là số tự động bản full. Rồi bây giờ thì mời anh em chúng ta hãy đi từng phần một của video. Phần thứ nhất đó là về giá các phiên bản. Thì anh em biết rồi là Accent sẽ có 4 bản: 1.4 số sàn bản thiếu, 1.4 số sàn bản đủ, 1.4 số tự động bản tiêu chuẩn và 1.4 số tự động bản full. Thì giá các phiên bản xin mời anh em nhìn trên màn hình. Accent 1.4 MT Bay số sàn bản thiếu giá là 426 triệu. Accent 1.4 MT số sàn bản đủ giá là 472 triệu 200. Accent 1.4 AT phiên bản tiêu chuẩn số tự động giá là 502 triệu. Và Accent 1.4 AT phiên bản đặc biệt bản full giá là 542 triệu. Anh em lưu ý là giá của Accent mà anh em đang quan sát trên bảng ấy thì nó là giá của Hyundai thành công đưa ra. Còn giá bán thực tế cũng như là chương trình khuyến mại thì mời anh em liên hệ trực tiếp với số hotline của em Huyền mà mình đã đính kèm trên video nhé. Giá này cũng chưa phải giá lăn bánh đâu, nên là anh em khi mua xe về thì mình phải hoàn thành nốt các chi phí bao gồm như là thuế này, biển, đăng kiểm, bảo trì đường bộ hay là bảo hiểm bắt buộc. Mọi thông tin về giá và khuyến mại thì anh em vui lòng call trực tiếp cho Huyền giúp mình. Cái này mình thực sự là không nắm được chi tiết đâu, bởi vì giá cả có thể thay đổi theo tùy thời điểm. Rồi mời anh em bây giờ chúng ta cùng trở lại với video. Về chiếc Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn này, bản số tự động nhá, anh em sẽ có rất nhiều thứ hay ho đấy. Đầu tiên này, một cái chìa khóa đẹp hơn rất nhiều so với Tucson hiện tại này. Và trên cái chìa khóa này anh em cũng có thể dễ dàng thấy những cái tính năng khá là mới. Ngoài việc trang bị khóa này, mở khóa này, anh em còn có ấn và giữ để nổ từ xa, nhấn và giữ để mở cốp sau. Mở cốp sau rất thuận tiện, nhiều xe cũng có, nhưng đề nổ từ xa như Hyundai Accent thì không phải mẫu xe nào tầm tiền này cũng được trang bị đâu. Anh em lưu ý là dưới 500 triệu có đề nổ từ xa là một trong những cái gì đó nó rất là kinh khủng đấy. Cái tính năng đề nổ từ xa này ấy, sắp tới mùa hè anh em dùng rất nhiều luôn. Trước khi ra khỏi xe mình đề nổ đâu đó khoảng tầm 3 phút 5 phút, trong xe mát lạnh rồi anh em vào cái như lên thiên đường luôn. Rồi, đó là những cái tính năng mà mới cập nhật nhất chỉ trên Accent 2021 mới có thôi. Còn về thiết kế này, phiên bản này màu trắng. Vừa để ngoài bãi về nó hơi gì đó, nó hơi bẩn bẩn. Anh em nhìn thông cảm một chút. Đèn này, mình sẽ có đèn halogen projector. Đấy, kể cả đèn gầm luôn nhá, anh em cũng có projector dạng bóng chiếu luôn. Phải nói là Hyundai rất chất chiu đấy. Xung quanh cụm đèn thì mình có giải đèn LED ban ngày. Rồi là mặt ca lăng được thiết kế theo cái kiểu kim cương như thế này rất đẹp. Cái màu phải nói là thực sự là nể hãng xe Hàn về khoản thiết kế. Còn ở phía dưới cái nắp máy này thì anh em sẽ có một khối động cơ 1.4 lít dùng chung cho tất cả 4 phiên bản luôn. Số tự động thì mình sẽ có số sàn 6 cấp, còn số sàn nhá thì mình sẽ có hộp số 6 cấp, còn số tự động thì mình cũng có hộp số 6 cấp tương tự như thế. Đó là về phần phía trước. Ở phần bên hông này, ở phiên bản tiêu chuẩn thì anh em nhìn nó thấy nó rất là hài hòa luôn. Thứ nhất mình dễ cảm nhận nhất là bộ mâm này, rất hài hòa luôn. Còn trên phiên bản đặc biệt nha, anh em sẽ có một cái bộ mâm rất là ly kỳ và nhiều yếu tố khám phá. Bản Bay thì anh em có một bộ mâm gần giống như thế này nhưng mà nó lại là mâm bằng sắt. Các tính năng khác này ví dụ như là gương chiếu hậu, chỉnh điện, cục điện này, có tích hợp cái xi nhan trên gương cũng là một trong những thứ rất là hay ho. Tay nắm cửa mạ chrome, nút bấm mở cửa thông minh. Đây anh em chỉ cần cầm chìa khóa theo bên mình nhá, bấm một cái đấy là khóa, bấm tiếp cái nữa là mở, rất là thuận tiện luôn, không cần phải hì hục hì hục bấm chìa khóa xong rồi móc miếc các kiểu. Đây tương tự như thế thì ở phần đuôi xe này anh em cũng sẽ có những cái tính năng có thể mở cốp được luôn bằng trên chìa khóa bấm và giữ cái nút hâu này đó. Đấy, cốp nó tự động mở lên rất là tiện. Dưới cốp này thì rõ ràng là rất là rộng rãi rồi, anh em nhìn này, sedan mà hạng B tiêu chuẩn, cốp rộng như này là điều quá bình thường. Kích lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa được đặt gọn gàng xuống dưới cùng. Ở về phần đằng sau rồi nhá thì mình cũng có nhiều cái thứ cũng ra gì đấy, ví dụ như là cảm biến lùi, cảm biến góc này, rồi là camera lùi, đầy đủ hết, không thiếu gì. Sắp tới ở cái phân khúc hạng B này anh em chứng kiến phải nói là cạnh tranh khốc liệt đấy. Vios 2021 cũng vừa có rồi,
City cũng vừa mới ra mắt rồi, Arsenal 21 cũng vừa ra mắt. Mỗi thằng một vẻ 10 phân vẹn 10. Chờ đến cuối năm xem chúng nó đánh nhau doanh số nào nhá. Bây giờ mời anh em chúng ta ngó qua chút về nội thất đi. Đây. Rồi. Có một chút xíu cần phải chia sẻ về nội thất. Thì nội thất trên phiên bản bay này, phiên bản tiêu chuẩn số sàn, phiên bản tiêu chuẩn số tự động, anh em đều có cái ghế nỉ nhá. Phối tông màu đen pha với kem sáng. Duy nhất trên phiên bản đặc biệt ấy, thì anh em sẽ được bọc sẵn ghế da. Và đó cũng là một trong những sự khác biệt. Đặc biệt nó phải khác bình thường chứ. Còn nó mà giống nhau thì nói gì là đặc biệt. Ghế thứ hai thì anh em cũng dễ dàng tìm thấy một cái cảm giác ngồi, một cái khoảng để chân, khoảng đầu rất là rộng rãi, không có gì để phàn nàn cả. Ngoài ra thì anh em còn có thêm mấy cái thứ hay ho. Ví dụ như là cửa gió điều hòa ghế thứ hai này. Đấy. Cái cổng sạc ở dưới cùng này là anh em được trang bị sẵn hết rồi. Nói chung Arsenal này là khá là chiều khách hàng đấy. Rồi, bây giờ anh em lên khoang cabin để xem nó có những cái gì thú vị ở trên cái phiên bản này nhá. Ngoài việc đề nổ từ xa bằng chìa khóa thì anh em vào trong xe này, đạp phanh, bấm start top. Nhẹ nhàng thôi, nổ máy rất là thuận tiện này, không phải cắm chìa xoay 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 đâu. Ở đây này anh em sẽ có mấy cái thứ cũng có cái khen có cái chê đấy. Cái màn hình này về thông số cấu hình hiển thị cảm ứng chả chê được cái gì cả. Cái gì cũng có đầy đủ hết, kết nối cả Apple CarPlay, Android Auto, hoàn toàn tiếng Việt. Mà thích nhất của cái màn hình này là nó có cả hệ thống dẫn đường nữa. Có hệ thống dẫn đường GPS thì quá tuyệt vời luôn, chỉ duy nhất Hyundai có được cái phần mềm tuyệt vời như thế này. Trên này hiển thị hết chức năng dẫn đường này, cảnh báo tốc độ này, hướng này, rồi là tốc độ tức thời, anh em đi đường lạ các thứ là ok hết. Đi cùng với cái này thì mình sẽ có những cái toàn bộ loa quanh xe nhá. Âm thanh thì dừng ở mức độ cũng tạm ổn thôi. Điều hòa chỉnh cơ với những cái nút thiết kế theo quan điểm cá nhân của tôi là nó hơi lạc lõng so với một chiếc xe hiện đại như thế này. Rồi, lùi phía dưới này mình có hộp số tự động này, có phanh tay chỉnh cơ này, có hộp tì tay. Đấy là nguyên một cái trục trung tâm này là mình có đủ cả, không thiếu gì, đủ cho anh em xài nhá. Những cái tính năng khác trên cái mẫu này thì mình có thể kể tới như là vô lăng này, bọc da, mạ bạc, rất nhiều nút bấm, màn hình hiển thị, màn hình điện tử digital kỹ thuật số luôn. Anh em muốn ngó qua màn hình tí không? Đây. Màn hình digital này hơi bị xịn sò đấy, cũng ra gì và này nọ. Đẹp không ạ? Chắc chắn là màn hình đẹp nhất phân khúc rồi. Rồi, với cái chiếc Arsenal đây là phiên bản tiêu chuẩn ấy, thì anh em sẽ có những trang bị như vậy. Còn ví dụ phiên bản đặc biệt ấy, anh em đầu tư thêm một tí kinh tế thì mình sẽ có ví dụ cửa sổ trời này, có điều hòa tự động này, có thêm cả cruise control, anh em đi đường trường là sẽ thuận tiện hơn rất nhiều so với cái phiên bản tiêu chuẩn. Về độ an toàn của chiếc Arsenal này thì cũng khá ổn. Mình sẽ có hai túi khí dành cho phiên bản tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn số sàn cũng hai túi khí. Nhưng mà riêng trên phiên bản đặc biệt anh em có 6 túi khí quanh xe cơ. Đấy là một trong những sự cải tiến tuyệt vời. Một túi, hai túi, hai túi bên hông, hai túi bên rèm nữa là anh em quá yên tâm luôn. Rồi, như vậy là anh em cũng vừa nhìn sơ qua một chút về thiết kế nội thất, ngoại thất linh tinh của chiếc Arsenal này. Đồng thời là cũng nắm được về cái mức giá chào bán của Arsenal tại thời điểm hiện tại. Nếu anh em có nhu cầu tìm hiểu chi tiết hơn về giá bán, thủ tục trả góp hay đơn giản là việc đến đây cầm chiếc xe này và chạy thử thì xin vui lòng liên hệ với em Huyền theo số hotline bên dưới nhé. Hẹn gặp lại anh em và cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video. Xin chào, xin cảm ơn anh em.